Vâng, xin kính chào tất cả các bác và tất cả anh chị em đến với kênh YouTube của Tổng kho Nhật Bãi Văn Quân. Và lời đầu tiên kính chúc tất cả các bác luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui trong cuộc sống. Chúc các bác và gia đình luôn luôn giàu có, hạnh phúc trong cuộc sống. Và hôm nay lại tiếp tục gửi đến tất cả các bác các mặt hàng xả kho, thanh lý các hàng Nhật Bãi tại kho của bên em, tại cửa hàng bên em. Bác nào cần gì thì cứ alo, gọi điện hoặc nhắn tin theo số Zalo là 0913 812 236. Em sẽ ship code toàn quốc và các bác chỉ cần đọc địa chỉ, số nhà và số điện thoại, bên em sẽ gửi hàng tận nơi và các bác kiểm tra hàng đầy đủ trước khi nhận các bác nhá, và thanh toán trực tiếp cho các bạn shipper. Đấy, và rất là nhiều sản phẩm hôm nay được xả kho đây ạ. Dây điện, các loại dây điện Nhật đây. Vâng, dây điện Nhật xả kho các loại cao cấp của Nhật, made in Japan Nhật. Và các loại giày dép, giày dép rồi là kính, các loại phụ kiện đồ chơi xe đạp, tổng hợp xe đạp, lốp và các loại nồi cơm điện, quần áo, đồ dùng phụ kiện xe đạp, các loại cờ lê mỏ đây ạ. Vâng, đây ạ. Vâng. Rất là nhiều sản phẩm, các loại nồi bếp. Vâng, bạn nào cần gì thì alo trực tiếp cho em nhá. Bếp nướng, vâng, đây là một loại bếp nướng này các bác nhá. Bếp nướng thì mùa này là chuẩn bị vào bếp nướng rồi. Thì có một chiếc bếp nướng hàng bãi Nhật đây, thì hàng bãi Nhật đây thì sẽ thanh lý trực tiếp cho các bác luôn nhá. Vâng. Bếp nướng này, đây là đèn thì từ này, đèn khoan đã này, em giới thiệu bếp nướng để giới thiệu đến tất cả các bác trước ạ. Và một chiếc bếp nướng. Bếp nướng này là bếp nướng hàng, cái này là bếp nướng của hàng Đức các bác nhá, một chiếc bếp nướng của Đức này. Vâng, rất là cao cấp. Một chiếc duy nhất. Vâng, thương hiệu của nó là Lang Lilin của Đức các bác nhá. Bếp nướng này các bác, đây là cái này là cái đựng dầu mỡ này. Rất là tiện lợi này. Cái này là các bác nướng trực tiếp bằng điện của mình nhá. Vâng, tại vì cái cục nguồn của nó em đổi lên 220 rồi. Từ 110 đổ lên 220 rồi. Và đây là cái này, nó khu này nó bằng gang này. Đây nó bằng gang này các bác này. Nướng rất an toàn luôn. Đấy. Các bác có thể là dùng cái bếp nướng này trong cái mùa mưa gió như thế này thì các bác ngồi nhâm nhi ly rượu cùng gia đình. Đấy, một chiếc bếp nướng này. Đây là bụi các bác nhá. Các bác chỉ lau đi là hết thôi đây ạ. Vâng. Đây cái bếp nướng xịn của Đức này. Vâng, chiếc bếp nướng này thanh lý cho các bác với giá là 800k một chiếc bếp nướng này. 800k một chiếc bếp nướng hàng Đức xuất Nhật đây các bác nhá. Đây nó có đầy đủ cho các bác các cái loại đây phụ kiện đi cùng đây các bác nhá. Vâng, phụ kiện đi cùng đây ạ, đầy đủ hết. Đấy, 800k. Một chiếc thì bác nào cần alo trực tiếp cho em. Một chiếc bếp nữa đây ạ. Mà đây là một chiếc bếp từ. Cái này bếp này thì các bác dùng trực tiếp để nấu ăn. Vâng. Các bác ơi, đây là một chiếc bếp từ hàng xịn, hàng cao cấp của bên Nhật nhá. Vâng. Cái này thì các bác dùng trực tiếp để nấu ăn này, hoặc là ăn lẩu này, nấu trực tiếp hàng ngày này. Đấy, các bác xào nấu hàng ngày này, các bác để lên đây này. Đấy, ví dụ như những cái nồi như thế này thì các bác đổ để trực tiếp lên xào nấu ăn hàng ngày. Vâng, đây là một chiếc bếp nướng cực kỳ là cao cấp. Và đây là hàng xịn, hàng cao cấp nhá. Và một chiếc bếp nướng rất là cao cấp. Bếp này thì được bảo hành 12 tháng. Vâng, đây có các cái nút đây. Đấy, nút bật mở và nấu to nhỏ đây. Vâng, bảo hành 12 tháng. Chiếc bếp này sẽ gửi đến tất cả các bác với giá là 3 triệu các bác nhá. Vâng, một chiếc bếp từ cao cấp, bếp ăn lẩu, bếp nướng hàng ngày. Cái này các bác có thể là nấu nướng hàng ngày và các bác có thể ăn lẩu, lấy ra ăn lẩu nhá. Vâng. Chiếc bếp nướng này giá là 3 triệu, bao ship toàn quốc. Đây là loại cao cấp của Nhật nhá. Bền, xịn và rất là cao cấp. Một chiếc chảo này, đấy. Biết bếp nướng, cái bếp từ vừa rồi thì các bác có thể là xào nấu trực tiếp luôn. Vâng, một chiếc chảo luôn. Đấy, một chiếc chảo này.
Chảo này là chảo 26 phân. Vâng, 26 phân mà đáy của nó rất là sâu. Đấy, đáy rất sâu. Chiếc chảo Nhật, chảo đá nhá. Hướng thì cực kỳ là ngon. Dây điện này các bác này, dây điện Nhật này. Cái loại dây điện Nhật này thì nó rất là rẻ thôi. Đấy, rất là rẻ thôi các bác nhá. Đây nó là sản xuất trực tiếp tại Nhật đây. Đây là ổ điện Nhật đây. Đấy, sản xuất trực tiếp tại đây là Made in Japan Nhật đây. Ổ này là Matsushita. Matsushita. Đấy, 15A 125V. Made in Japan. Vâng, cái này thì bán theo ổ dài ổ ngắn thôi. Ổ dài ổ ngắn đấy, như cái ổ này thì em bán báo giá cho các bác rất rẻ luôn này. Như cái này thì khoảng tầm 50. Vâng. 50k. Đấy. Vâng, như cái ổ này thì khoảng tầm 70k. Ổ này là ổ International. National này là của Made in Japan đây các bác nhá. Vâng. Made in Japan Nhật đấy. National ổ này là ổ này thì báo giá cho các bác là 60. Vâng, 60. Ổ to hơn thì nó là đắt hơn một chút. Vâng. Đây ổ, ví dụ như cái ổ, những cái dây điện ổ to như thế này, ổ này là 1 2 3 4 5 6. 6 công tắc này, 6 nút cắm này. Những cái ổ này là dây này. Những cái loại ổ điện, dây điện này nó rất là bền. Đây là hàng dây rất là cao cấp của Nhật các bác ơi. Và hàng của Nhật thì bao giờ nó rất là bền. Đấy, rất là bền và rất là xịn. Đây các bác này. Ổ này là những cái ổ sản xuất trực tiếp tại Nhật đấy ạ. Như cái ổ này thì báo giá cho các bác 120. Vâng, 120 một chiếc. Còn những cái ổ to hơn, dây to hơn này, ổ này thì báo giá với đến các bác là 200. Vâng, 200 các bác nhá. Đây này, sản xuất trực tiếp tại Nhật đây. Đấy, đây là hoàn toàn là chữ Nhật đấy ạ. Cái này thì là ổ này thì là 1500W. Vâng. Đấy, sản xuất trực tiếp tại Nhật. Đây có nút tắt mở nguồn điện luôn này. Gồm có 1, 2, 3, 5, 6 này. 6 ổ cắm này. Các nào cần ổ điện thì các alo cho em từ vài chục cho đến 200. 200 tính theo cân cũng được các bác nhé. Vâng, kính mắt thì có mấy chiếc kính hàng Nhật thì vừa về thì còn mấy chiếc thì sẽ gửi đến các bác. Bác nào cần mẫu gì thì các bác alo cho em nhé. Vâng. Kính thì có cả loại một kính độ này. Kính độ đây là kính độ của Đức xuất Nhật. Vâng, đây ạ. Kính này là kính độ của Đức xuất Nhật đây ạ. Vâng, độ này thì nó thanh lý cho mình một lô thì nó có cả 1, đến 1,5, 1,75, 2, đấy ạ. Và nó có đến 4, luôn. Vâng, đây là loại kính của Đức, Germany của Đức đây ạ. Và kính này thì là kính độ của bên Berlin Đức xuất Nhật các bác nhá. Vâng, đây ạ. Berlin đây, Berlin Đức, Made in Germany xuất Nhật. Cái kính này là kính độ này. Đấy, nó thanh lý cái lô này thì hiện tại các bác lấy nhiều lắm rồi, còn mấy chiếc thì bên em sẽ thanh lý nốt cho các bác. Vâng. Cái này thì bên em phân phối toàn quốc các nhá. Vâng, em nó còn trẻ cho nên em chưa dùng cái này, em dùng cái này nó cứ không, nói chung là còn trẻ đeo cái này thì cũng không nhìn được. Vâng, các bác nào mà có tuổi rồi một chút hay là mắt nó cần kính độ này thì các bác alo cho em. Vâng, kính độ Đức này. Kính độ Đức này thì là báo giá trực tiếp cho các bác là 250k một chiếc. Vâng. 250k một chiếc kính Đức đấy ạ. Vâng, kính độ Đức các bác nhá. Đấy, bác nào cần thì alo cho em ạ. Kính độ Đức rồi thì có cả kính đây một cái kính này nó còn nguyên hộp đây các bác này. Kính nguyên hộp này là kính này còn đúng một chiếc này là chiếc kính của Kati, chỉ kính Kati còn nguyên hộp. Vâng. Kính Kati nó còn nguyên hộp đấy ạ, cái hộp đỏ này.
và tính Kati còn nguyên hộp đỏ này. Đấy, họ thanh lý cho mình cả một cái hộp này. Đây là cái này là cái thẻ bảo hành. Đây các bác xem kính Kati này. Đấy, cái này bề một mặt bằng tiếng Anh và một mặt của nó hoàn toàn bằng tiếng Nhật này. Đây các bác này. Đấy, cái này là thẻ này là chả biết cái thẻ hãng của nó đấy ạ. Thẻ hãng của nó kính Kati đấy ạ. Đấy. Và cái này thì kính này là kính xuất phát từ kính Kati là made in Pháp các bác nhá. France là Pháp và đây là kính Kati của Pháp. Còn một chiếc này các bác này, thanh lý cho các bác. Còn chiếc này hôm trước nó về được 3 chiếc, 4 chiếc, 5 chiếc gì đó các bác lấy hết rồi. Vâng, còn một chiếc này thì thanh lý đốt cho các bác luôn cái kính Kati của made in Pháp đây các bác nhìn thấy không? Made in France này, kính Kati này. Vâng, đây là cái gọng của nó các bác ơi. Vâng, kính Pháp thì nó rất là ưa chuộng làm kính bằng có cả phần pha gỗ này các bác nhá. Vâng, giống như cái dao các bác, cái dao thì chẳng hạn đúng không ạ? Cũng rất là hay dùng gỗ các bác. Bên Pháp nó hay dùng gỗ lắm. Đây ạ. Gọng của nó là hoàn toàn có cả pha gỗ đây, rất là nghệ thuật luôn. Vâng, rất là yêu thiên nhiên các bác ạ. Kati này, đấy Kati này. Đấy, rất đẹp luôn này. Rất đẹp luôn kính Kati. Đẹp chưa? Kính này là mắt kính của nó đây ạ. Các bác nhìn trực tiếp cho em mắt kính này nó là màu này mốt rất đẹp luôn. Màu này màu đen bóng, vàng màu đen bóng các bác nhá. Vâng, in trực tiếp Kati tại kính luôn này. Đây là kính hãng của Pháp. Vâng, xuất Nhật đấy ạ. Đây Kati đây. Vâng, rất là đẹp, rất là xịn. Đây là kính hãng đấy ạ. Rất đẹp luôn. Và một chiếc kính hãng của Pháp xuất Nhật. Vâng, đây ạ. Gọng có gọng pha gỗ đây nhá các bác nhá. Gọng pha gỗ rất là đẹp luôn này. Đấy, rất là xịn luôn này. Và kính này thì báo giá trực tiếp cho các bác là 1,1 triệu các bác nhá. Vâng, còn một chiếc này thì báo giá trực tiếp cho các bác một chiếc kính hãng cao cấp của Pháp xuất Nhật này. 1,1 triệu một chiếc. Cái này còn nguyên hộp. Vâng, còn nguyên hộp với lại còn nguyên tem. Còn nguyên tem đây ạ. Đây là tem của Pháp xuất Nhật đây. Đấy các bác nhá. Đấy, còn một chiếc nguyên hộp này, hộp đỏ này. 1,1 triệu các bác nhá. Một chiếc kính gọng tiếp theo này. Kính này thì là kính bốt. Vâng, cái này thì hiện tại là còn một cái là màu này là màu cái này là màu xám titan. Vâng, gọng kính đây ạ, các bác nhìn cái gọng kính của bốt đây ạ, rất đẹp luôn nhá. Vâng, rất đẹp. Còn cái màu màu vàng đồng, màu gold thì các bác lấy hết rồi. Vâng, các bác lấy hết rồi, các bác chuyển tiền hết rồi, các bác lấy hết rồi. Còn đúng một chiếc là gọng của nó là gọng màu titan này. Đấy, màu xám bạc titan này. Đấy. Mắt của nó là mắt đen bóng này. Đen sáng nhá. Đen sáng nhá. Vâng, đen sáng này. Đấy. Rất đẹp luôn. Và gọng này là gọng dẻo nhá các bác nhá. Vâng. Các bác ơi, gọng dẻo nó như thế này nhá. Nhiều bác bảo kính. Kính gọng dẻo các bác ạ. Đấy, bóp nhẹ nhàng như này thôi là nó dẻo này. Chứ các bác lấy như ui rồi các bác hùng hục các bác bóp thì kính nào nó chịu được. Đấy, các bác cứ nhẹ nhàng tình cảm như thế này. Đấy. Kính cao cấp và kính cao cấp. Đấy, nhẹ nhàng tình cảm. Kính gọng dẻo và gọng dẻo các bác nhá. Đấy, gọng dẻo nó các bác kính các bác phải hơi như này này. Đấy. Gọng dẻo. Và đây màu xám titan rất đẹp. Một chiếc thanh lý luôn cho các bác với giá là tròn 1,1 triệu. Vâng, tròn 1,1 triệu một chiếc các bác nhá. Cái này thì nó còn nguyên hộp có cho các bác luôn. Đấy, nguyên hộp và nguyên tem bảo hành của bên Nhật về. Kính này này sản xuất trực tiếp tại đây này, có series hết này, kính bốt này, kính bốt ông chủ các bác nhá. Vâng, kính bốt ông chủ, cái này sản xuất trực tiếp tại Made in Italy. Vâng, kính Ý xuất Nhật. Và cái này nó còn nguyên series tem các bác nhá. Một chiếc duy nhất còn series tem 1,1 triệu. Đấy. Kính này thì các bác chơi kính rất nhiều bởi vì là hầu như các bác xem trên truyền hình thì ai cũng có một chiếc kính chơi kính. Các bác có thể là đi chơi hay là đi lại công việc, các bác bảo vệ đôi mắt hoặc là đi xe máy, xe đạp, các bác đeo vào nhìn rất đẹp luôn. Vâng, các bác dắt vào cái vạt áo này. Các bác ơi, đây ạ.
em dắt thử cho các bác xem cái vạt áo nhá. Đây, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Vâng, kính này là chơi kính các bác nhá. Kính này là đa số là chơi kính. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, cực đẹp luôn. Bác nào cần thì alo trực tiếp cho em một chiếc kính quá đẹp, quá cao cấp luôn đấy ạ. Vâng. Và một chiếc kính thương hiệu của Bose nữa. Vâng. Bose của Bose nữa. Vâng. Đây ạ. Chiếc kính này là màu của nó này. Chiếc kính Bose này. Đấy, màu của nó là màu vàng gold này. Có đốm đen này, có chỉ đen nhá. Và hoàn toàn cán của nó màu vàng gold. Và gọng của nó hoàn toàn bằng gọng vàng. Vàng gold. Đấy, vàng gold này. Kính Bose này. Rất đẹp. Kính này thì báo giá trực tiếp cho các bác với một chiếc kính này. Kính này là kính không hộp các anh nhá. Một chiếc kính này là kính không hộp thì giá của nó sẽ là 700. Vâng, kính này là 700. Mắt của nó này, mắt của nó là mắt màu đen bóng. Vâng, đen phần trên và bóng, đen bóng ở dưới này là dưới sáng các anh nhá. Đấy. Rất đẹp, 700. Và kính xe đạp thì còn kính của Bontrager. Bontrager và kính Ý. Vâng. Hôm nay sẽ gửi đến tất cả các bác một chiếc kính của Bontrager Mỹ USA. Kính này thì quả thật là rất là bền và rất là xịn luôn. Gọng dẻo xịn các nhá. Và đeo sang trọng. Và kính Bontrager này là một trong những loại kính được rất được ưa chuộng các bác ạ. Và ưa chuộng cho toàn quốc tế luôn. Đây là gọng đen của nó là gen đỏ. Kính đổi màu. Đấy, kính đổi màu. Giá của nó sẽ thanh lý luôn cho các bác với giá là 480k một chiếc thôi. Vâng, giá thanh lý các ạ. Vâng, giá thanh lý thôi. Và một chiếc kính nữa. Đây em, các bác có thể thay gọng được, gọng trắng hoặc gọng mắt ví dụ là các bác thay hai gọng mắt trao đổi cho nhau được, tại vì kính này mình tháo ra lắp ra rất dễ dàng nhá. Vâng, tháo lắp ra rất dễ dàng thôi. Đấy, các bác tháo lắp ra rất dễ dàng bởi vì gọng nó gọng siêu dẻo luôn. Gọng siêu dẻo, đây các bác có thể tháo lắp ra như này. Đấy, và thay đổi, các bác có thể làm cặp đôi thì được đấy, rất dễ dàng các bác tháo ra đấy. Vậy vì kính này nó rất là dễ dàng tháo lắp các anh nhá. Kính Bontrager của USA thì các bác có thể là dùng một cặp đôi như này. Rất nhiều bác dùng cặp đôi kính này thì các bác có thể hôm nay thích mẫu này, các bác thay ra đổi cho nhau. Thì nếu mà bác nào mà dùng cặp đôi này thì báo giá cho các bác là 450k một chiếc, là 900k một cặp đấy. Còn một chiếc là 480. Đây là kính này, là kính đi đêm này các bác này. Kính này là kính gọng trắng xanh. Đấy, mắt của nó là mắt kính đi đêm và ban ngày luôn. Kính này là kính các bác dùng cho cả xe đạp và đi xe máy vô tư. Quá đẹp luôn, chất lượng. Đây các bác siêu dẻo luôn nhá. Đấy. Siêu dẻo luôn. Kính Bontrager của Mỹ đấy các bác ạ. Và nếu bác nào vâng, còn một chiếc đồng hồ cổ đây các bác ơi, một chiếc đồng hồ này là chiếc đồng hồ siêu hiếm đấy, các bác nghe thấy nó kêu chưa. Vâng, nó có thể là báo thức hàng ngày nhé các bác nhá. Đồng hồ này đồng hồ siêu hiếm và các bác không thể tìm được đâu một cái thứ hai như thế này. Vâng, đây là một chiếc đồng hồ Seiko của Made in Japan. Đây các bác nhìn thấy Made in Japan chưa, đồng hồ cổ siêu hiếm luôn các bác nhá. Vâng, bằng gỗ. Vâng, chiếc này bằng gỗ đấy ạ. Bằng gỗ. Rất hiếm có và khó tìm một chiếc thứ hai. Vâng, đây. Ngăn này đây. Các bác này. Đấy, ngăn này là giấy. Giấy, cái này là gọi là giấy xuất xưởng và giấy sản xuất của Seiko. Đồng hồ Seiko Nhật đây. Còn nguyên giấy đây. Đồng hồ này rất cao cấp và các bác nhìn luôn này. Đấy, một chiếc đồng hồ của Nhật này. Hàng nội địa sản xuất Nhật. Một chiếc đồng hồ gỗ cổ Nhật cổ luôn. Vâng, quá tuyệt vời, Seiko. Đây các bác này. Đồng hồ cổ luôn này. Đấy. Pin này. Và một chiếc đồng hồ còn nguyên giấy xuất xưởng từ lâu đời rồi. Và được thanh lý về thì bác nào yêu những dòng đồng hồ Nhật thì các bác alo cho em.
Và cái những cái này nó làm kỷ niệm rất là hay. Và đồng hồ này chạy rất ngon luôn. Vâng, ngon, bền và rất xịn luôn các anh nhá. Vâng, vẫn đang chạy vô tư. Đây, các bác có thể mở trực tiếp tại đây luôn. Xoáy mở này. Vâng, đây ạ. Mà nó là bằng gỗ nhá các anh nhá. Vâng, bằng gỗ cao cấp đấy ạ. Vâng, đây, tem mác của nó đây. Nhạc đây, có cả nhạc đây. Và điều chỉnh đây. Vâng, và đây còn pin, có nguyên cái cục pin từ Nhật về đây các anh này. Các bác nhìn thấy cục pin từ Nhật chưa? Vâng, pin Panasonic này thì không nói nhá. Nhưng đây là một cục pin của Nhật luôn. Đây là 4 cục pin. Đồng hồ này chạy với 4 cục pin. 1, 2, 3, 4 cục pin. Vâng, còn nguyên zin của một con cục pin của Nhật về. Đấy. Và chiếc đồng hồ này là chiếc đồng hồ cổ các bác ạ. Vâng. Và thanh lý cho các bác với giá một chiếc đồng hồ cổ này với giá là 3.900.000. Vâng, bác nào cần thì alo trực tiếp cho em với chiếc đồng hồ cổ bằng gỗ, gỗ cao cấp của Nhật, Seiko, sản xuất trực tiếp tại nội địa Nhật, rất bền và rất xịn luôn, với giá là 3.900.000 các anh nhá. Bác nào cần thì yêu thích dòng đồng hồ đếm thời gian huyền thoại này thì các bác alo trực tiếp cho em. Đấy, huyền thoại đấy ạ, đồng hồ cổ, đồng hồ là huyền thoại, đồng hồ là thời gian là rất là quý báu các bác ạ. Vâng, và tiếp theo là những cái sản phẩm về phụ kiện và đồ chơi xe đạp để gửi đến tất cả các bác nhé. Vâng, đồ chơi xe đạp này thì nó sẽ có, sẽ giúp cho các bác có được những món đồ đi theo chiếc xe đạp để các bác tập luyện cho nó vui vẻ, cho nó khỏe khoắn. Vâng, cái này thì rất là hay và cần thiết các bác nhé. Rất là cần thiết, bởi vì sao? Bởi vì nó giúp cho các bác có một tinh thần thoải mái và giúp cho các bác khỏe mạnh hơn các bác nhá, dẻo dai hơn. Đấy. Đấy, các loại bình nước cao cấp đây ạ, bình nước cao cấp của Nhật đây. Vâng, đây là một trong những loại bình nước cao cấp của Nhật. Bình này thì là bình xịn cao cấp này, bình này là bình đây là bình này là bình đây là tiêu chuẩn 5 sao của Nhật đây các nhá. Và giá của những bình này là báo giá trực tiếp cho các bác là 150.000 một chiếc bình. Vâng, bình nước. Đấy, bình nước 5 sao của Nhật. Nó có cả những cái nắp này chống bụi luôn các nhá. Đấy. Chuông này. Đấy. Chuông này là chuông đồng. Đấy, chuông đồng rất ngon và rất xịn luôn. Một chiếc chuông đồng này thanh lý cho các bác với giá 60.000. Một chiếc chuông đồng xịn của cao cấp của Shimano. Đấy, đẹp xịn. Với giá thanh lý cho các bác với giá là 150.000. Và một chiếc chuông đồng cao cấp của Shimano. Chuông to của Shimano và made in Japan của Shimano. Các anh nhá. Vâng, chuông đồng đấy các bác ơi. Vâng, chuông đồng xe đạp với giá là 350.000 một chiếc chuông đồng. Siêu đẹp, siêu xịn của Shimano. Với chiếc khóa đĩa, vâng, khóa đĩa chống trộm. Khóa đĩa chống trộm này thanh lý cho các bác với giá là 55.000. Khóa dây, vâng, khóa dây cái này là 4 số. Vâng, 4 số đây ạ. Tem số mật mã của này đây. Một chiếc khóa dây của Nhật với giá thanh lý cho các bác với giá là 65.000. Một chiếc khóa dây 5 số 1, 2, 3, 4, 5. Khóa màu vàng 5 số của Đức. Vâng, sẽ thanh lý luôn cho các bác một chiếc khóa này với giá là 120.000. Khóa này rất là cần thiết các bác nhá. Cái này là các bác lắp trực tiếp vào cọc yên này. Đấy, và mang đi khóa để bảo vệ xe, tránh trộm cắp. Vâng. Bởi vì sao? Bởi vì xe đạp của các bác là đây, xe đua đây. Đấy, xe đua đây. Rất hay bị ăn trộm. Và họ, các bác mà không khóa vào, các bác trộm các bác cái sách mà phát một là đi luôn cái xe. Đấy, 120.000. Các loại tay nắm sừng, vâng, tay nắm sừng dài này. Đấy, tay nắm sừng dài bằng cao su và có đệm êm ở tay đây. Tay nắm sừng dài này.
Đấy, tay nắm sừng dài này thanh lý cho các bác với giá là 150k một bộ. Có màu đen này, màu đen và đen xám này, và màu đen và đen đỏ. Vâng, siêu đẹp luôn. Vâng, các bác phải có màu sắc một tí nó mới đẹp các anh nhá. Màu đỏ này. Đấy, đen, đỏ và có đệm luôn. Tay nắm sừng 150k. Cái này là 150k đấy ạ. Vâng, giá thanh lý đấy các bác ạ. Vâng, thanh lý rẻ, siêu rẻ đấy các bác ơi. Vâng, rẻ, rẻ lắm đấy ạ. Còn tay nắm cao su đây ạ. Vâng, tay nắm cao su của nó siêu đẹp, đẹp, siêu xịn đây, siêu bền đây. Tay nắm cao su đây. Vâng, chiếc tay nắm cao su này thanh lý luôn cho các bác với giá là tròn 101. Vâng, 101 nhá. Bền, xịn, đẹp. Chắn bùn lá lúa. Vâng, chiếc chắn bùn lá lúa này bên em thanh lý cho các bác với giá là 30k. Chắn bùn lá lúa có phản quang 30k. Vâng, một chiếc chắn bùn rút, à, chắn bùn cao cấp này. Các bác con này các bác có thể là lên lên xuống xuống được. Đấy, đưa lên đưa xuống được như này. Chắn bùn rút cao cấp, em lắp vào xe trước rồi. Video trước em quay rồi nha các bác nhá. Vâng, chắn bùn này là 180k. Chắn bùn rốc này. Đấy, rốc, chắn bùn rốc. Đấy, rất đẹp luôn. Cái này thì các bác dùng một bộ trước, một bộ sau. Vâng, một chiếc đèn bánh xe các bác ơi. Một đèn bánh xe. Đấy, có rất là hai màu xanh đỏ. Các bác lắp vào tăm inox. Chỉ có 10k một chiếc thôi các bác ơi, chỉ 10k một chiếc. Đấy. Rất đẹp luôn nhá. Cái này mùa nhanh tối là các bác dùng cái này đẹp lắm. 10k một chiếc rẻ nhưng cho các bác. Và một chiếc bơm điện của Michelin của Pháp này bác ơi. Những cái đồ hàng Pháp hay hàng Đức này nó là hàng cao cấp, hàng Mỹ cao cấp lắm các bác ơi. Đây là hàng cao cấp tuyển chọn số 1 thế giới rồi. Bơm Michelin. Vâng, đây là màn hình hiển thị này. Nó có số cân này, số PSI này. Đấy, và có bơm ô tô này, bơm xe máy này, bơm xe đạp này, bơm bóng này, có hết các bác nhá, đầy đủ hết cho các bác luôn. Và có hiển thị hộp pin đây, các bác sạc pin vào các bác bỏ theo ô tô, bỏ vào xe máy, bỏ vào túi xe đạp các bác dùng. Đấy. Và đây là loại bơm rất cao cấp luôn. Michelin cao cấp. Và thanh lý cho các bác một chiếc bơm Michelin này với giá là 1.50 triệu. Vâng, 1.50 triệu các bác nhá. Bơm rất ngon và rất xịn luôn, bơm cao cấp, hiếm có khó tìm. Vâng. Chân chống titan, vâng đây ạ. Chân chống dành chuyên cho xe carbon các bác ơi. Vâng, đây là một trong những loại chân chống dành riêng cho xe carbon các bác ạ. Đấy. Đây, xe đua này, xe đua road này, hoặc là xe touring này. Đấy, là rất là cần thiết. Các bác nào mà có xe carbon thì nên dùng, và dùng ngay chiếc chân chống này. Các bác lắp trực tiếp vào vòng cái vòng pedal này. Đấy. Các bác tháo cái pedal cá ra, các bác lắp đây, hoặc là các bác tháo cái pedal này ra, các bác lắp trực tiếp như thế này. Đấy, rất dễ lắp và rất ngon. Các bác khi các bác đạp xe thì các bác để lên như thế này. Đấy, và khi các bác đi uống cà phê thì các bác đạp xe đi, các bác chống chân như thế này. Đấy, hoặc là các bác đi một quãng đường dài rồi, các bác để vỉa hè, công viên thì các bác chống là như này cho em nhá. Rất là thuận tiện này. Một chiếc chân chống bằng titan. Vâng, một chiếc chân chống bằng titan cao cấp. Với giá thanh lý cho các bác, vâng, là 750k một chiếc. Vâng, 750k một chiếc các bác nhá. Chân chống titan. Vâng, chiếc chân chống này nó còn có cả mã số series đây các bác này. Đấy, titan đấy ạ. Rất cần thiết cho xe carbon. Đấy, các bác đi công viên này là đi cà phê, cà pháo, hay là các bác đạp xe ở ven đường, các bác dùng cái này là dành chuyên cho xe carbon nhá.
Vâng. Xe nhôm thì không cần. Xe nhôm, xe thép thì không cần các nhé. Chỉ dành cho xe carbon thôi. 750k và cộng thêm 20k tiền ship là 770k các bác nhé. Vâng, một chiếc ghi đông bằng carbon. Thanh lý với giá quá rẻ luôn các bác ơi. Vâng. Với những chiếc ghi đông bằng carbon này, chính hãng của nó là khoảng tầm gần 2 triệu một chiếc các bác ạ. Vâng. Gần 2 triệu một chiếc các bác ạ. Và thanh lý luôn cho các bác với giá là 700k một chiếc, cộng thêm 15k tiền ship là 715k một chiếc ghi đông cao cấp carbon này. Các bác nhìn thấy độ carbon vẫn đẹp thế này, xịn chưa? Vâng, quá xịn luôn. Ghi đông carbon. Ghi đông carbon siêu xịn luôn đấy các bác. Vâng, siêu đẹp, siêu xịn luôn đấy ạ. 700k, 715. Vâng, 715. Vâng, tay lái nghỉ bằng carbon. Hôm trước em có bác đặt rồi, nhưng mà bác nào hôm trước nhớ là nhắn em số điện thoại lại, em quên mất chuyển ra kho, họ lại làm mất cái số rồi. Thì bác nào xem được video thì nhắn tin lại cho em cái ghi đông carbon này nhá. Vâng, có mỗi chiếc thì đấy, có mỗi chiếc thôi các bác. Vâng. Mỗi chiếc cái này là cái tay nghỉ carbon, tay nghỉ carbon. Vâng, 950k lúc nào bác nào rồi. Xem video được thì nhắn cho em nhé. Em quên mất kho nó để lạc mất đi các bác. Bơm, vâng, một chiếc bơm của Nhật này các bác này. Bơm 2 ti, vâng, 2 piston. Bơm 2 piston. Chính những chiếc bơm này thì các bác nên để cho mình một cái ở nhà để các bác bơm bơm xe, các loại xe, bơm bóng, bơm các loại xe. Vâng, made in Japan, bơm 4 sao, 5 sao này các bác này. Bơm Nhật này. Có đồng hồ này. Bơm này thì quá là khỏe rồi, quá là bền rồi, có các vòi bơm đây. Và sử dụng cho các bác là các bác mở ra và nhờ bơm thôi. Vâng. Bơm rất ngon đấy ạ. Bơm rất là khỏe nhá. Bơm này các bác bơm cả ô tô được các bác nhá. Vâng. Chiếc bơm Nhật báo giá cho các bác là 300 một chiếc. Loa này. Vâng. Một chiếc loa mini dành cho xe đạp và hoặc là các bác nghe nhạc thường xuyên. Một chiếc loa mini rất là hay, rất là vui nhộn. Các bác mang theo bên mình, bỏ vào những chiếc túi hay là dắt vào những cái ghi đông xe như thế này. Các bác mang đi nghe nhạc, nó thú vị vô cùng luôn các bác ạ. Và nó quá vui luôn các bác ơi. Khi các bác cùng đạp xe cùng đồng đội hay là các bác đạp xe một hai người đấy. Các bác kết nối với Bluetooth điện thoại là các bác nghe trên YouTube. Phải nói là quá hấp dẫn luôn. Một chiếc loa Bose mini của S8 của Mỹ. Vâng. Của Mỹ. Vâng. Với giá là 400. Vâng. 400 tròn cho các bác nhá. 400 tròn cho các bác dùng. Đấy, bác nào cần thì alo cho em trực tiếp cho em. Cái loa này là các bác dùng nhiều lắm. Hiện tại là cái loa này thì các bác lấy nhiều rồi và bác nào cũng thích. Vâng. Bác nào cũng thích nghe các bác ạ. Còn có mấy cái ạ. Vâng, còn mấy cái thôi các bác nhá. Không có nhiều, cái loa này nó không có nhiều về đâu ạ. Chắc là video này là các bác nào cần thì các bác nhanh xem được thì các bác lấy nốt đi cho nó hết đi. Vâng. Móc lốp bằng inox này. Móc lốp bằng inox 3 cái là 45k này. Lục giác vàng của Đức này. Bộ lục giác vàng của Đức có các cái lục giác dành cho xe đạp này. Đấy. Rất đầy đủ luôn này. 100k. Bộ lục giác của Shimano đỏ này. Đấy, lục giác của Shimano đỏ này. Nhật này. Cái này 100k. Vâng, một chiếc lục giác sao biển 3 đầu này. Đấy. Cái này thì 30k. Vâng, cổ nối pô tăng này các bác ơi. Một chiếc cổ nối đôn lên pô tăng ghi đông này. Vâng.
màu đen này và màu xanh có hết này các bác này. Màu đen là màu xanh này. Cái này thì gửi đến tất cả các bác với giá là 150k một chiếc. Và 150k một chiếc. Bác nào cần alo cho em nhé. Cái này là 10 phân. 9-10 phân gì đấy các ạ. Vâng, 9-10 phân gì đấy. Má phanh xe đua rát này. Mà một bộ của nó là màu vàng gold này. Một bộ này là gửi đến tất cả các bác với giá là 150k một bộ này. Đấy, bác nào cần alo trực tiếp cho em nhé. Rất là nhiều hàng. Và tiếp theo là đếm đèn này. Và một chiếc đèn năng lượng mặt trời các bác ơi. Vâng, một chiếc đèn năng lượng mặt trời của Shimano này. Các bác có thể là vứt ngoài nắng nó tự sạc cho các bác luôn này. Đấy. 4 mắt cơ. Cái này thì đang hiện tại đang hết pin. Vâng, các bác sạc pin vào. Đấy. Có cả còi đây các bác nhé, có cả còi đây. À đây còn còi, còn điện à. À còn điện vào. 4 mắt cơ. Vâng, 4 mắt của Shimano. Đèn rất hay. Đấy các bác có thể bật 2 mắt hoặc là 4 mắt cũng được. Còi này. Các bác thấy chưa, nó có thông minh không? Vâng, rất thông minh, rất nhiều chế độ còi. Và thanh lý luôn cho các bác một chiếc đèn năng lượng mặt trời của bên Shimano với giá là 350k. Vâng, 350k các bác nhé, 350k. 4 mắt, vâng. Vâng, chiếc camera của hành trình của Nhật này các bác ơi. Vâng, camera hành trình của Nhật này. Đấy. Chiếc camera mini hành trình xe đạp, xe máy mọi lúc mọi nơi. Đây các bác ơi. Hoàn toàn là hàng của nội địa Nhật. Đấy. Chiếc camera này thì nó có thẻ nhớ lên tới 64GB. Vâng. Và các bác chỉ kẹp vào cúc áo, vạt áo là các bác dùng đấy ạ. Vâng, rất là tiện lợi. Các bác quay luôn này. Đấy, quay luôn các bác nhá. Đấy, quay luôn mọi lúc mọi nơi, bất cứ một gì. Nó có các chế độ quay này, quay camera này và ghi âm này, đấy ghi âm tất cả các cuộc gọi lời nói này, đấy. Tắt mở tại đây. Và mở bắt đầu quay tại đây. Đấy các bác bật lên là các bác quay thôi. Cực kỳ là ngon. Và rất là hay, bằng thẻ nhớ các bác nhá. Các bác được tặng một thẻ nhớ đi cùng. Và chiếc camera của Nhật này với giá là 400k sẽ thanh lý luôn cho các bác này. Có cả dây đeo cho các bác nhé. Vâng, 400k một chiếc. Tặng thẻ nhớ cho các bác. Một chiếc thẻ nhớ 64GB. Và chiếc thẻ nhớ đấy có giá trị của nó hơn 100k rồi. Và tổng của nó là một chiếc camera và thẻ nhớ là 390k để gửi đến tất cả các bác. Một chiếc camera mini hành trình Nhật các bác nhé. Nếu nào cần thì alo trực tiếp cho em. Vâng, rất ngon. Bộ vệ sinh xích líp, vâng. Bộ vệ sinh xích líp đây ạ. Bộ vệ sinh xích líp xe đạp 1, 2, 3, 4 cái đầy đủ cho các bác. Với giá là 70k một bộ này. Dầu rửa của nó này, một chai dầu rửa xà phòng này. Với giá là 70k này. Những cái bộ này rất là cần thiết các bác nhá. Vâng, rất là cần thiết để các bác vệ sinh xe cho nó sạch sẽ, cho nó đi đạp cho nó nhẹ. Vâng, bộ cái này là cái bình xịt rỉ sét. Vâng, xe của các bác xịt những cái này là nó tránh rỉ, nó xịt bọt vào nó sẽ hở, cho nó sẽ làm bụi bay hết các cái rỉ sét đi. Bình xịt rỉ sét này là 80k này. Vâng, một lọ dầu tra khi các bác rửa xong hết rồi, các bác để xe nó khô ráo đi. Và các bác tra cho mình một loại dung dịch dầu tra xích khô, dầu khô dưỡng xích cao cấp. Vâng, để bảo vệ xích, sên xích, clip và bảo vệ cho các bác những bộ răng đĩa trơn tru. Và nó rất là tốt khi các bác đạp xe. Đấy, loại này là loại cao cấp, rất cao cấp. Dành cái này là sản phẩm ở châu Âu xuất Nhật đây các bác này. Vâng, châu Âu xuất Nhật, Phan Đà Phong. Vâng, những giải Phan Đà Phong Pháp xuất Nhật.
Và giá của nó sẽ là 300k một lọ các bác nhá, 300k một lọ, siêu rẻ cho các bác luôn, siêu xịn cho các bác luôn. Đấy, bác nào cần thì alo trực tiếp cho em. Một lọ dầu khô, dầu dưỡng xích khô các bác nhá. Đây là một chiếc đệm yên rất cao cấp. Và chiếc đệm yên này là chiếc đệm yên thông hơi các bác nhá, thông hơi. Và chiếc đệm yên thông hơi có 102 luôn các bác ạ. Và các bác đi xe mà thấy cảm thấy cần đệm yên này thì các bác alo trực tiếp cho em. Vâng, xe đạp thì môn xe đạp thể dục thể thao thì đó là môn của cả thế giới rồi. Kể cả các cầu thủ bóng đá, vận động viên, người ta đá bóng nhiều, người ta cũng vẫn thích đi xe đạp các bác nhá. Đấy, rất nhiều môn xe đạp, ai cũng thích đi xe đạp thôi các bác ạ. Bởi vì môn xe đạp sẽ là môn trường thọ. Vâng. Chiếc đệm yên này là đệm yên cao cấp, thông hơi, thông hơi toàn bộ nhá. Và giá của nó sẽ là 280k một chiếc. Và 280k một chiếc cho đệm yên thông hơi, hàng cao cấp, xịn và siêu êm nhá. Vâng, siêu êm này. Vâng, giá xe, giá treo xe đạp này. Đấy, giá treo xe đạp thì các bác dù sử dụng cái giá này thì các bác có thể treo xe đạp này. Đấy, treo xe đạp vào đây. Và các bác quay xe hoặc là rửa xe thì các bác có thể là sử dụng cái này cũng ngon. Cái này là gửi đến tất cả các bác với giá là 150k. Vâng, có 150k một cái thôi các bác nhé. 150k một cái. Cái này tháo ra dễ vào, dễ, rất là dễ. Đấy, tháo ra rất dễ các bác nhé. 150k một chiếc. Bác nào cần thì alo trực tiếp cho em. Rất thuận tiện luôn. Lốp, vâng, lốp xe đạp viền đen nâu. Đen nâu vàng. Đây ạ. Đây là loại lốp hàng xe đua 700x25C. Lốp cao cấp các bác ơi. Còn có hai đôi nữa, bác nào cần thì các bác alo trực tiếp cho em này. Hai đôi màu vàng, màu đen vàng nâu này. Đấy, 700x25C này. Lốp này lốp cực kỳ là cao cấp. Lốp rất nổi tiếng của bên thương hiệu của nó là Michelin. Đây các bác ơi, Michelin. Đấy, đây là lốp Pháp các bác nhá. Lốp Pháp cực kỳ là cao cấp nhá, siêu xịn luôn các bác ạ. Vâng. Bác nào cần thì lốp xịn, lốp xe đua xịn 700x25, vừa bám đường tốt, vừa dẻo dai, rất lốp dai và lốp bám đường tốt này, rất êm luôn nhá. Rất êm luôn này. Đấy, chống đá dăm cực kỳ là tốt này. Và thanh lý cho các bác với giá là 730k một đôi. Vâng, còn hai cặp thanh lý lốp cho các bác nhá. Bác nào cần thì nhanh tay sắm cho mình một cặp lốp xe đua 700x25C của Michelin nhá. Loại đèn cao cấp của Bontrager với cái dung lượng của nó là 2000 lumen các bác ơi. Đèn này đèn siêu siêu sáng luôn. Đèn này thì các bác có thể là sáng hàng trăm mét các bác nhá. 1 2 3 4 có 5 có 6 bóng led và đèn này cực kỳ là thông minh. Các bác có thể là bật 3 bóng dưới này, hoặc là các bác bật 3 bóng trên, hoặc là các bác bật cả 6 bóng này, đều vô tư nhá. Đấy, các bác có thể là làm đèn cho đèn ở dưới này. Đấy, và kèm có cái giá đồng hồ tốc độ các bác đi như thế này thì nó cực kỳ là đẳng cấp và rất là đẹp luôn. Đây là hình thức đi của các tay đua cơ thủ vận động viên. Đấy, thì đèn này thì còn có mấy chiếc này thì sẽ thanh lý luôn cho các bác này với giá là 800k. Vâng, 800k thì các bác sạc pin và các bác dùng 800k. Và còn ít cho nên em sẽ tặng cho các bác một chiếc đèn hậu nữa, đèn sau nữa. Thì bác nào không lấy đèn sau thì thôi, thì các bác nhớ là các bác sẽ tặng cho các bác một chiếc đèn sau đi kèm. Cái đèn sau hậu sau nhá, đi kèm đèn dài đấy ạ. Đấy, thì tổng là một cái đèn 6 mắt này bọn của, và một cái đèn sau nữa là 800. Đấy, bác nào cần thì alo trực tiếp cho em. Và đồng hồ tốc độ thì các bác nhớ cho em nhé. Đồng hồ, riêng đồng hồ tốc độ này thì các bác phải nên, và các bác nên thôi, nên chọn cho mình những cái loại đồng hồ xịn và đúng hàng xịn nhá. Vâng, bởi vì trên thị trường nó có rất là nhiều hàng nhái, hàng kém chất lượng, cho nên là các bác dùng những cái hàng xịn thì một là các bác dùng nó bền, hai nữa là các bác đi pin nó rất là lâu. Đấy, các bác sạc pin vào các bác dùng rất ngon.
Đấy. Thì đây là những cái hàng cao cấp của bên em đã được cài đặt hết rồi. Trước khi tới các bác là em đã cài đặt hết rồi, còn chưa cài đặt nó như thế này các bác này. Đấy, chưa cài đặt thì nó sẽ màn hình nó chẳng có gì. Và khi cài đặt rồi thì nó có tất cả các cái thông số thì các bác chỉ cần dùng thôi. Ấn nút phải, nút trái là tắt và bắt đầu khởi động và bắt đầu chạy là nút này nhá, bên trái. Còn bên này là các chức năng của nó, bên phải đây là các chức năng của nó. Vâng, đây là loại đèn tuyển, cái này đồng hồ tuyển chọn hàng Nhật về cho nên là rất yên tâm. Vâng, rất yên tâm các bác nhá, kể cả đèn này cũng là đèn tuyển chọn này. Đấy, thì đồng hồ này sẽ gửi đến tất cả các bác với giá là 730k một chiếc. Vâng, 730k một chiếc các bác nhá. Hồi lấy 700 tròn 720 cho các bác nhá. Vâng, 720k này, đây là giá gọi là giá thanh lý rồi, thanh lý cực kỳ là sâu rồi. Đấy, thì bác nào cần thì alo cho em. Và khi các bác lấy combo cả đèn này và đồng hồ này thì bên em sẽ sẵn sàng tặng cho các bác một cái giá này. Hoặc là các bác lấy một cái đồng hồ này thì cái giá này sẽ là tính thêm cho các bác là 120k các bác nhá. Vâng. Bác nào cần thì alo trực tiếp cho em. Đây là loại chính hãng, loại cao cấp rồi, yên tâm các bác, yên tâm sử dụng. Và sẽ bảo hành cho các bác là 6 tháng luôn các bác nhá. Vâng. 6 tháng ạ. Chẳng có ai. Lớp ngoài được phủ bóng này các bác này, một lớp nhựa cao cấp được phủ bóng các bác nhá. Rất là bóng và rất là đẹp luôn. Cực kỳ là chất lượng, đây là một chất liệu rất cao cấp. Và bên trong là một lớp lớp xốp cực kỳ là dày và lớp xốp này được thiết kế cực kỳ là bắt mắt và rất đẹp luôn và rất là chất lượng cao. Một lớp nữa là lớp vải đệm bên trong. Vâng, rất đẹp luôn. Quá ngon. Dây cuốn cũng cực kỳ là chắc chắn. Và toàn bộ là một chiếc mũ cao cấp. Rất là nhiều lỗ thông hơi, toàn bộ phần đầu luôn. Thông hơi. Và mũ thi đấu, đây là mũ thi đấu các bác nhá. Mũ thi đấu quốc tế đấy ạ. Rất chất lượng luôn. Màu vàng này. Màu trắng này, màu trắng rất đẹp luôn. Và mũ này là mũ cao cấp các bác nhá, mũ ý cao cấp đấy ạ. Đây là mũ ý cao cấp Sana X9 các bác nhá. Và một màu xanh dương. Và đằng sau nó là màu titan kết hợp hai màu xanh dương này. Xanh dương này. Và màu titan. Đấy. Mũ này thì phù hợp với cả nam, cả nữ, đều đội, đều đẹp luôn. Mũ cặp đôi thì cực kỳ là đẹp luôn các anh nhá. Đấy, toàn bộ là phần đầu này là rất thông thoáng luôn. Đấy. Vâng, mũ này sẽ thanh lý cho các bác với giá từ 1.500.000 xuống còn 800k. Vâng, thanh lý với giá chỉ có bằng một nửa giá mới thôi. Đấy các anh nhá. Và mũ này hoàn toàn là chưa sử dụng. Và đây gọi là mũ thanh lý cho các bác nhá. Một lô mũ thanh lý hàng rất là xịn về 800. Mũ này các bác có thể là đội cặp đôi cực kỳ là ngon. Và đây là một bảng hướng dẫn của mũ. Hoàn toàn bằng tiếng Anh hết các bác nhá. Hoàn toàn bằng tiếng Anh hết. Hoàn toàn bằng tiếng Anh hết. Đây là một bản hướng dẫn hoàn toàn bằng tiếng Anh. Có 3 màu, các bác thích màu nào thì các bác sẽ alo cho em trực tiếp màu đó nhá. Và tiếp theo một loại đèn của Nhật về nữa, đây là một loại đèn 4 trong 1 kết hợp với cả đèn, cả đồng hồ tốc độ và các có giải đèn LED thông báo cực kỳ là cao cấp và rất chất lượng, các bác có thể gắn như thế này vào ghi đông của các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Có cả còi. Và đèn, rất nhiều chế độ đèn. Đèn rất sáng nhá. Đấy, rất là nhiều chế độ. Và các bác có thể là dùng cả đèn LED thông báo và cả còi. Và có màn hình hiển thị tốc độ và
có màn hình hiển thị tốc độ xe đạp đây. Đấy, đồng hồ tốc độ xe đạp có đây nhá. Và các bác có thể điều chỉnh trực tiếp tại trên đây cũng được. Đấy, rất cao cấp luôn. Một chiếc đèn 4 trong 1 của Nhật về. Chiếc đèn này thanh lý cho các bác với giá là 650k một chiếc. 650k một chiếc đèn cao cấp. Vâng, đèn này thì là loại đèn cao cấp và rất hiếm có luôn. Loại đắt tiền đấy ạ, loại xịn đấy ạ. Rất dễ sử dụng và đồng hồ này rất dễ sử dụng nha các bác nhá. Đấy, các bác chỉ cần gắn lên xe và các bác chạy thôi. Và tiếp theo là những chiếc yên xe. Các bác ơi, đây về được mấy chiếc yên xe. Mấy chiếc yên xe siêu êm. Vâng, yên Mỹ siêu êm các bác ơi. Đây có các cái màu yên này thì các bác nào cần thì các bác alo trực tiếp cho em nhé. Vâng, mấy mẫu yên xe của Mỹ này. Siêu êm luôn các bác ạ. Yên này thì êm hơn cả những chiếc yên béo các bác ạ. Êm hơn cả những chiếc yên béo. Hoàn toàn là chất lượng cực kỳ là cao. Yên này là yên Cervelo X1. Cervelo X1 USA. USA của Mỹ các bác nhá. Vâng. USA của Mỹ này, Cervelo nhá, X1 nhá, loại X1 nhá. Vâng, yên này là yên siêu êm, yên hơn cả yên béo. Thì yên này thì các bác nào đang dùng xe touring này, xe đua này, xe MTB thì các bác có thể thay cho mình một chiếc yên này. Yên này là phù hợp cho các bác cả yên, tất cả mọi yên xe nhá. Vừa đẹp vừa êm. Đấy các bác xem này. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Êm chưa? Êm như yên béo luôn này. Các bác nhìn thấy chưa? Quá êm luôn. Vâng. Yên này không êm thì em biếu luôn cho các bác một cái yên này luôn. Đấy. Yên Mỹ và yên Cervelo nhá. Hoàn toàn ở dưới này là bọc ghim. À cái này là hoàn toàn ở dưới này là bọc ốc vít các nhá. Hoàn toàn ốc vít này. Đây là một lô thanh lý yên hàng cao cấp, hàng êm. Hàng êm ở Nhật về. Vâng, yên Mỹ nhá các nhá. Êm lắm, êm xị. Vâng. Có cái màu này là màu đen này. Đen chỉ xanh này. Đấy, đen chỉ xanh tuyệt đẹp luôn nhá. Và nó có cả cái màu đen chỉ trắng này nữa này. Các bác ơi, đen chỉ xanh và đen chỉ trắng. Các bác nhìn thấy chưa? Vâng, rất đẹp luôn. Một lô yên Cervelo X1 USA. Hàng siêu êm. Cái này là yên siêu êm và yên siêu xịn nhá. Và thanh lý cho các bác những chiếc yên này. Vâng, rất là nhiều sản phẩm để phục vụ tất cả các bác. Và gửi đến tất cả các bác những cái sản phẩm rất là hay và rất là thú vị. Các bác nào cần thì alo trực tiếp cho em. Và xin kính chào và hẹn gặp lại các bác vào video lần sau.